chiều nay tôi đi. Đối với tôi, không có ở đâu vui bằng ở đây, không có chốn nào đẹp bằng chốn này. Mỗi ngày được gặp Lan, nói chuyện với Lan là ở trong lòng của tôi vui lắm rồi. Nhưng vì tương lai của tôi, của chúng ta sau này, nên tôi phải tạm xa Lan. Lan cũng nên vui lòng để tôi an lòng mà ra đi. Thật là đau xót cho tôi.
còn bằng muốn em còn nhớ là cả đời em vương khổ lì. Nhưng thôi làng ơi em hãy cố quên đi, chứ nhớ làm chi cái con người phản bội. Bao nhiêu tiếng yêu thương còn âm vang trong gió ơn nghĩa nặng quằn dài mà đã dội dông. Tình làng ơi tôi không biết nói làm sao cho em hiểu được lòng mình, trong khi đối với làng tôi là người bác nghĩa, đối với bác Tú ở bên nhà tôi là kẻ dông ân. Hạt cơm ơn cơm nghĩa còn dính ở kẻ răng, tiếng nhớ lời thương còn vương trong hơi thở. Trời ơi tôi là một kẻ ngu si khờ dại, đã làm nát lòng tôi còn gây khổ lì cho bao Lan đừng hờn, đừng trách nghe Lan.